Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh giao ban kết quả thực hiện và triển khai kế hoạch tập huấn các mô hình đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Hội thi trà san tuyết Hà Giang năm 2023 với chủ đề Tinh hoa nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc. Phát huy những giá trị văn hóa bản sắc làm động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững. Sôi nổi hội thi phụ nữ Hà Giang chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh và Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh giao ban thực hiện đề án 06 trong 10 tháng năm 2023 và triển khai kế hoạch tập huấn các mô hình đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2023 đến nay, việc triển khai các nhiệm vụ đề án 06 đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật như hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước cho 100% công dân đủ điều kiện, sớm hơn 48 ngày so với thời gian quy định. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt gần 70%. Chỉ tiêu thu nhận định danh điện tử đạt trên 86%, là địa phương đứng thứ 15 trong cả nước về chỉ tiêu này. Ngoài ra, đã hoàn thành 14 trên 17 nhiệm vụ tổ công tác đề án 06 chính phủ giao, 3 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Hoàn thành 14 trên 24 chỉ tiêu theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả đó đã góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của đề án 06, trong đó tập trung nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ, định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả và tiến độ thực hiện để Chủ tịch Ủy ban tỉnh, tổ trưởng, tổ công tác nắm chỉ đạo cụ thể. Đặc biệt là tôi đề nghị các đồng chí là chưa triển khai cái này, các sở, ngành, huyện chưa triển khai. Ngay sau hội nghị này về triển khai ngay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, triển khai hiệu quả chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, tích hợp bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh, tăng cường thanh toán, thu phí không dùng tiền mặt trong các cơ sở y tế, giáo dục, tiếp tục làm tốt việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho các công dân đến tuổi, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, quyết tâm quyết liệt thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề án 06 năm 2023 và các năm tiếp theo. Chiều ngày 25 tháng 10, đồng chí Vàng Xeo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đối thoại với đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Yên Minh. Tại buổi đối thoại, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, xã và trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố của huyện Yên Minh đã kiến nghị một số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở cấp xã, thôn, đề nghị tỉnh có giải pháp giải quyết vướng mắc trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng điện, đường, trường, công trình cấp nước ở các thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tăng cường giám sát hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, có chính sách hỗ trợ cho học sinh đi học tại các trường cao đẳng, đại học. Sau khi nghe lãnh đạo huyện Yên Minh và đại diện các ban thuộc Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trả lời, làm rõ một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vàng Xeo Cón chia sẻ với những khó khăn trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở cấp xã, thôn, đồng thời trao đổi định hướng công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Đặc biệt, làm rõ các ý kiến kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách hiện đang thực hiện như triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình cải tạo vườn tạp và bài trừ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu. Dịp này, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vàng Xeo Cón đã tặng quà biểu dương 36 trưởng ban công tác Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu huyện Yên Minh nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Chiều ngày 25 tháng 10, Hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay.
Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có một huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Về chương trình giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2022 giảm còn 49,95%, giảm 5,17% so với cuối năm 2021. Đối với chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo vươn lên. Trao đổi tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đánh giá, quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn hiện đạt thấp. Do đó, đề nghị đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đề xuất với Trung ương cho phép điều phối nguồn vốn giữa ba chương trình để đảm bảo thực hiện thuận lợi phù hợp với thực tiễn. Đề nghị từ năm 2024, Trung ương chỉ giao tổng kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện cùng chương trình, không giao dự toán chi tiết để các địa phương chủ động trong triển khai, đảm bảo giải ngân vốn được giao hàng năm. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trúng Thị Chiên nhấn mạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo tiến độ và nguồn lực thực hiện. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tăng cường chỉ đạo giải ngân nguồn vốn, tập trung kiểm tra chất lượng các dự án đầu tư trên địa bàn theo cơ chế đặc thù. Đối với những ý kiến kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn giám sát sẽ tổng hợp và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên làm việc ngày 26 tháng 10 của kỳ họp thứ 6, Quốc hội họp tập trung tại hội trường để nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và xem xét, thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo luật. Tham dự kỳ họp có các ông bà đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi. Tham gia thảo luận nội dung này, đại biểu Vương Thị Hương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang nhấn mạnh việc cần thiết kế mô hình quản lý thông tin cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tập trung và là điều kiện tiên quyết cho chuyển đổi số. Tuy nhiên, trong dự thảo luật chưa có quy định rõ ràng về thời hạn, lộ trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung quy định về thời hạn, lộ trình hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia nhằm phục vụ cho công tác quản lý quản trị tài nguyên nước theo công nghệ số của Trung ương và địa phương. Đối với điều 52 dự thảo luật, đại biểu Vương Thị Hương cho rằng quy định như vậy chưa rõ đối tượng thực hiện hoạt động sau khi luật tài nguyên nước sửa đổi có hiệu lực mới phải đăng ký, hay cả những trường hợp đã thực hiện hoạt động đào hồ, ao, sông, suối, kênh mương rạch để tạo không gian lưu trữ nước, tạo cảnh quan trước ngày luật có hiệu lực cũng phải thực hiện đăng ký. Nếu có đăng ký, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ lộ trình trong điều khoản chuyển tiếp. Trong phiên làm việc buổi chiều ngày 26 tháng 10, Quốc hội tiếp tục nghe và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Sáng ngày 26 tháng 10, Cục Kinh tế Hợp tác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo, nghị định, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hợp tác xã năm 2023. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị định, tập trung ở các vấn đề quy mô hợp tác xã như thế nào để phù hợp với thực tiễn phát triển của các hợp tác xã hiện nay, quy định các tiêu chí để xem xét các đối tượng được lựa chọn thụ hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước để đảm bảo tính khả thi, dễ tiếp cận đối với các hợp tác xã, các quy định liên quan đến xử lý quỹ chung không chia, tài sản chung. Dự thảo nghị định cần nêu rõ các nội dung và mức hỗ trợ cụ thể của từng chính sách hỗ trợ để đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, phát huy bản chất đặc trưng của mô hình hợp tác xã. Việc thành lập tổ chức hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác thuộc đối tượng phải đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của luật hợp tác xã năm 2023. Cần sớm chuẩn hóa hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã, thống nhất từ trung ương đến địa phương để cập nhật, khai thác và quản lý bằng công nghệ thông tin. Đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung quy trình đề xuất nhu cầu hỗ trợ của các tổ hợp tác xã phù hợp với thực tế và phù hợp với từng cơ quan trong triển khai thực hiện từng chương trình, chính sách hỗ trợ. Trên cơ sở đó, các ý kiến tham gia đề xuất tại hội thảo sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định để xem xét, bổ sung, điều chỉnh, chỉnh sửa. Ngày 25 tháng 10, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và một số hội đoàn thể tỉnh nhằm khảo sát nghiên cứu đề tài trọng điểm cấp quốc gia, bài học dân là gốc, dân là trung tâm và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới.
Tại huyện Đồng Văn, việc vận dụng bài học dân là gốc, dân là trung tâm và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành triển khai đầy đủ đến nhân dân bằng nhiều hình thức. Đảng bộ huyện đã vận dụng và cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, nghị quyết, chuyên đề phù hợp với từng giai đoạn và thực tiễn của địa phương, chọn những nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo triển khai thực hiện, đáp ứng nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân. Với mục tiêu lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân các dân tộc để đề ra các chủ trương, nghị quyết, đề án và có sự vận dụng phù hợp các chủ trương, định hướng của cấp trên. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đại diện đoàn công tác Ban dân vận Trung ương bày tỏ ấn tượng trước những kết quả đạt được của huyện Đồng Văn trong thời gian qua. Mặc dù là huyện vùng cao biên giới, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, song huyện đã có những cách làm sáng tạo và vận dụng linh hoạt, bài bản, việc lấy dân làm gốc, dân là trung tâm trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặt lợi ích người dân lên hàng đầu. Trên cơ sở những kinh nghiệm thực tế của huyện sẽ là dữ liệu quan trọng để đoàn khảo sát tổng hợp, nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện đề tài trong thời gian tới. Tối ngày 28 tháng 10 năm 2023, tại trung tâm huyện Đồng Văn sẽ diễn ra lễ đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 và lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 9 tỉnh Hà Giang năm 2023. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, là niềm vinh dự và tự hào đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Lễ đón nhận sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang truyền hình trực tiếp trên sóng HTV và các nền tảng số của tỉnh Hà Giang. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin bài quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày hội Văn hóa tỉnh Hà Giang, lễ đón bằng công nhận tái đánh giá Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 và lễ hội Hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ 9 năm 2023. Sáng ngày 26 tháng 10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Hiệp hội Chè Việt Nam khai mạc hội thi trà san tuyết Hà Giang năm 2023. Tham dự có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông William Lizarim, Tổng Thư ký Ủy ban Chè Hàn Quốc kiêm Giám đốc Diễn đàn Chè Thế giới và đại diện các công ty hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất chè toàn tỉnh. Hà Giang là tỉnh có diện tích chè san tuyết lớn nhất cả nước, trong đó trên 7.000 ha là diện tích chè san cổ thụ hàng trăm năm tuổi, mang nguồn gen quý hiếm. Hiện sản phẩm trà san tuyết Hà Giang đã có mặt tại 20 quốc gia ở 3 châu lục, Âu, Á và Mỹ. Tỉnh Hà Giang xác định cây chè là một trong năm loại cây con chủ lực trong tái cơ cấu nông nghiệp. Với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững, đây là lần đầu tiên tỉnh Hà Giang tổ chức hội thi trà với chủ đề Tinh hoa nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc. Qua đó tạo cơ hội để sản phẩm chè san tuyết Hà Giang nâng cao giá trị kinh tế, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương. Tham gia hội thi trà san tuyết Hà Giang năm 2023 có 20 đội thi đại diện cho các công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh chế biến chè trong tỉnh. Trong 2 ngày, từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 10, các đội sẽ thi sản phẩm trà san tuyết Hà Giang với 5 loại trà, gồm trà xanh, bạch trà, hồng trà, trà vàng và trà phổ nhĩ. Ban giám khảo sẽ chấm điểm 92 sản phẩm theo 6 tiêu chí, loại hình, hương chè khô, màu nước pha, hương nước trà, vị nước trà và bã trà. Thi kỹ thuật pha trà, giới thiệu trà và mời trà. Thông qua hội thi nhằm tôn vinh giá trị sản phẩm trà san tuyết Hà Giang, kết hợp giới thiệu nét đẹp văn hóa trong nghệ thuật thưởng trà đến với người dân, du khách trong nước và quốc tế. Từ đó thúc đẩy xây dựng chè san tuyết trở thành thương hiệu mạnh của tỉnh gắn với phát triển du lịch, mang lại nguồn thu nhập ổn định, hiệu quả cho người sản xuất, kinh doanh chè toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội Truyền thông năm 2023 được tổ chức vào chiều ngày 25 tháng 10 là lần đầu tiên tỉnh Hà Giang tổ chức để chia sẻ cách làm hay, sáng tạo trong công tác truyền thông quảng bá. Ngày hội đã diễn ra rất sôi động với những người làm lĩnh vực báo chí, truyền thông và truyền thông cộng đồng. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về sự kiện này. Ngày hội Truyền thông Hà Giang năm 2023 được đánh giá thành công ngoài mong đợi và là bước ngoặt quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác quảng bá về Hà Giang. Ngày hội với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, các chuyên gia truyền thông và các tổ chức cá nhân truyền thông cộng đồng. Không thể có một cái kế hoạch truyền thông thành công vào thời buổi này nếu như không có cái sự kết hợp hài hòa giữa các phương thức truyền thống và phương thức mới. Và chỉ có bằng cái cách là nhân rộng những cái cách làm đó và nhân rộng những cái cách làm hay, những cái kinh nghiệm của cả các tổ chức và cá nhân ấy. Thời gian qua, bên cạnh sự tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống, thì sự vào cuộc sôi nổi, hiệu quả của nhiều kênh truyền thông cộng đồng quảng bá về Hà Giang, nhất là giới thiệu văn hóa, du lịch, cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực,
Ngày hội truyền thông Hà Giang chính là dịp để những thông tin chính xác, những cách làm mới trong truyền thông được trao đổi, chia sẻ, hợp tác hiệu quả hơn. Chương trình hết sức ý nghĩa đối với những anh em truyền thông như A Báo, là những người con của quê hương Hà Giang, và đặc biệt là có rất là nhiều các anh em YouTube được trở về đây, được hội tụ và lan tỏa những cái hình ảnh đẹp của Hà Giang. Bác Bem xin gửi lời cảm ơn đến Hà Giang mình đã quan tâm sâu sắc đến Bác Bem và tất cả anh em mang lại hình ảnh tốt đẹp cho Hà Giang. Thời gian tới thì Bem sẽ thực hiện nhiều MV hơn và ra nhiều sản phẩm hơn để quảng bá Hà Giang mình. Ngày hội truyền thông năm 2023 cũng là dịp vinh danh những người làm truyền thông có đóng góp tích cực trong quảng bá, lan tỏa về Hà Giang trên môi trường số. Đây là niềm vui, vinh dự và là động lực khích lệ mỗi cá nhân, mỗi kênh truyền thông tiếp tục gắn bó, truyền cảm hứng, đưa Hà Giang ra thế giới. Phần lớn là mọi người làm theo cái hệ là tự phát là nhiều, là chính, nên là cái kỹ năng về các booking, kỹ năng về chăm sóc khách các thứ thì còn rất là hạn chế, nên là mình sẽ hướng đến là hỗ trợ cho các homestay, các khách sạn, người ta có những cái kỹ năng chuyên nghiệp hơn để mà phục vụ khách du lịch một cách tốt nhất. Ngày hội truyền thông năm 2023 chính là ngày hội dành cho những người đang làm truyền thông về Hà Giang. Sự kiện được tổ chức thành công không chỉ để lại ấn tượng đẹp về một Hà Giang đang vươn mình phát triển, mà còn tạo nên sự đột phá trong dòng chảy truyền thông của cả nước. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn xác định văn hóa là một mặt trận quan trọng của cách mạng và sự phát triển của đất nước. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tại tỉnh Hà Giang, văn hóa còn vừa là động lực, vừa là mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển. Nằm ở biên giới cực Bắc của Tổ quốc, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 90%, nên đã tạo ra một nền văn hóa đậm đà bản sắc. Hiện nay, nền văn hóa đó đã và đang tạo ra cơ hội lớn để phát triển các loại hình du lịch nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung, phát huy giá trị văn hóa để phát triển kinh tế xã hội và phát triển kinh tế xã hội để bảo tồn, gìn giữ, phát huy văn hóa. Tỉnh Hà Giang đã tổ chức tổng kiểm kê di sản văn hóa, đã tổ chức lập hồ sơ các cái di sản văn hóa có các cái giá trị tiêu biểu để trình cấp thẩm quyền xếp hạng, rồi tổ chức sưu tầm cả di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. Thực hiện công tác số hóa các cái di sản để đưa vào bảo tồn, lưu giữ. Đồng thời chúng tôi cũng tổ chức khôi phục các cái lễ hội để truyền dạy các cái giá trị văn hóa truyền thống đó. Để thực hiện mục tiêu đó, tỉnh Hà Giang đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp như ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, nghị quyết về xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, tiến hành kiểm kê nhận diện 131 di sản văn hóa vật thể, 446 di sản văn hóa phi vật thể, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Trong thời gian vừa qua, thì ngành chúng tôi cũng đã tích cực tham mưu cho nhân dân huyện triển khai các biện pháp bảo tồn văn hóa truyền thống, đặc biệt là cái việc là tuyên truyền vận động bà con để thấy được các cái giá trị văn hóa của mình, để từ đó bà con có các cái ý thức để tự bảo vệ cũng như để duy trì cái bản sắc văn hóa dân tộc. Tập trung nguồn lực tổ chức phục dựng và nâng cao chất lượng tổ chức các lễ hội truyền thống với quy mô cấp tỉnh và khu vực là 8 lễ hội, quy mô cấp huyện là 15 lễ hội và cấp xã 58 lễ hội. Xây dựng và nâng cao chất lượng 16 làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn kiến trúc truyền thống, phục dựng các loại hình dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, nghề thủ công truyền thống. Qua đó vừa tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, vừa tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững cho người dân. Chúng ta phải cố gắng làm sao mà chăm chỉ và làm đẹp cho mắt của khách hàng. Khách hàng mang cái hình ảnh của Việt Nam chúng ta đến với bạn bè quốc tế. Thông qua cái du lịch ấy thì mình được giao lưu với những người bên ngoài, và phải nói đúng là những được giao tiếp với những người có tri thức để được mở mang cái tầm nhìn, cũng như là để tạo được cái thu nhập cho bà con. Cùng với đó, tỉnh Hà Giang đã và đang phát huy vai trò hạt nhân tích cực của đội ngũ người có uy tín, nghệ nhân dân gian trong cộng đồng, đồng thời đưa văn hóa truyền thống các dân tộc vào trường học. Thông qua đó, vừa lưu giữ, trao truyền, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong thời gian tới.
với mục tiêu nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm, vai trò của phụ nữ và cộng đồng trong thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội thi sân khấu hóa Phụ nữ Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2023. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hội thi có sự tham gia của 55 chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ xuất sắc nhất đến từ 11 huyện thành phố toàn tỉnh. Trải qua 3 phần thi, các thí sinh đã thể hiện sự am hiểu về chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phần thi tiểu phẩm với những thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và hấp dẫn bởi được sân khấu hóa từ những câu chuyện có thật trong đời sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố muốn truyền tải đến toàn thể hội viên về cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch và muốn là tới đây hội viên phụ nữ của chúng ta sẽ cùng nhau quyết tâm xây dựng nông thôn mới. Đến với hội thi hôm nay thì chúng tôi mong muốn được giao lưu học hỏi này. Thứ hai là muốn truyền tải được tất cả bạn của tất cả đến bạn bè gần xa là việc thực hiện nông thôn mới là rất cần thiết. Hầu hết các phần thi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện rõ được hình ảnh người cán bộ phụ nữ cơ sở trong thời đại mới. Đó là những cán bộ phụ nữ không chỉ có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm mà còn thông minh, khéo léo, tài năng, tự tin. Kết quả, giải nhất thuộc về đội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoàng Su Phì, giải nhì thuộc về hội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quản Bạ, 2 giải ba và 7 giải khuyến khích cho đội thi các huyện, thành phố còn lại. Đến với hội thi thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoàng Su Phì mang một thông điệp là xóa bỏ những cái hủ tục còn lạc hậu, mang đến một cái tư tưởng mới để chị em phụ nữ dần thay đổi, không còn những định kiến cổ hủ và những suy nghĩ lạc hậu. Rèn luyện, nâng cao cái kỹ năng tuyên truyền thông qua cái hội thi này là một cái sân chơi để chị em có dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong cái việc vận động chị em phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội thi Phụ nữ Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Thông qua hội thi sẽ là tiền đề để Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục vận động chị em và gia đình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nói riêng, phát triển kinh tế xã hội nói chung tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ở mỗi cơ sở y tế, điều dưỡng viên có vai trò vị trí quan trọng. Sự nỗ lực, tận tâm, trách nhiệm, những hy sinh thầm lặng hàng ngày của họ đã có phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người bệnh và tạo được sự tin yêu của nhân dân với ngành y tế. Nhân ngày điều dưỡng Việt Nam 26 tháng 10, phóng viên thời sự sẽ đề cập về nội dung này tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hơn 27 năm công tác tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cũng là từng ấy năm điều dưỡng viên Lê Thị Kim Thoa luôn tận tâm, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được cống hiến, được chăm sóc và chứng kiến những bệnh nhân nhi tốt hơn mỗi ngày là niềm vui, hạnh phúc của người điều dưỡng. Chúng tôi thực ra là phải đi sớm, về khuya có những buổi trực. Đấy, có thể là khi, nhiều khi là con cái gia đình ốm, nhưng chúng tôi vẫn phải vì nhiệm vụ, vì người bệnh, coi những bệnh nhân trẻ nhi là những người thân trong gia đình, đặc sau này cháu khỏe mạnh thì thực sự là đối với người điều dưỡng viên chúng tôi là một điều hạnh phúc. Còn đối với điều dưỡng viên Nguyễn Thị Kim Vân với 15 năm công tác tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã giúp chị có thêm nhiều kinh nghiệm trong xử lý công việc. Mặc dù hàng ngày làm việc trong môi trường rủi ro cao, điều dưỡng viên Nguyễn Thị Kim Vân luôn hết lòng vì người bệnh. Thì là một điều dưỡng thì tôi cảm thấy là cái sự nhiệt huyết và cái lòng yêu nghề là rất cần có rất nhiều đối với một điều dưỡng ạ. Thì qua đó thì mình mới có thể rằng là mình hiểu được tâm sự, tâm tư của bệnh nhân và từ đó thì mình mới có thể là giúp cho cái quá trình chăm sóc hồi phục của bệnh nhân nó được nhanh hơn và đạt lại kết quả tốt hơn ạ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có 305 điều dưỡng, kỹ thuật viên hộ sinh, chiếm trên 58% tổng số cán bộ, người lao động toàn bệnh viện. Dù công việc nhiều áp lực nhưng bằng sự thấu hiểu và tình yêu thương, đội ngũ điều dưỡng viên luôn tâm huyết, cảm thông, chia sẻ với người bệnh, người nhà bệnh nhân. Từ đó động viên hỗ trợ kịp thời giúp họ yên tâm, tích cực hợp tác trong khám hoặc điều trị bệnh. Đặc biệt là những trong chuyên môn, ngoài chuyên môn ra thì ứng xử và cái sạch sẽ, trang phục, cái ứng xử hàng đầu cũng phải là cái ứng xử để cho bệnh nhân họ tin tưởng, tin cậy và mình nhìn cái niềm tin, tạo niềm tin cho bệnh nhân thì mình mới hoàn thành nhiệm vụ tốt. Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, đội ngũ điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngoài tận tâm tận tụy với công việc, họ còn đang không ngừng nỗ lực, cố gắng lấy người bệnh làm trung tâm, giúp người bệnh thoải mái, yên tâm, tin tưởng khi đến khám chữa bệnh, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của ngành y tế tỉnh Hà Giang.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn truy cập vào địa chỉ website hasangtv.vn hoặc trên kênh YouTube Hà Giang TV.